em chào anh Hoài Linh, chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ. Hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk hả chị? À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ, nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ, em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ, em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ, à, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ, tiến sĩ chắc chục năm nữa anh. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ, em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À, hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ, đúng rồi. À, ráng đợi một năm đi, rồi mình sẽ về quê luôn. À, rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Diệu? Dạ, em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. À, hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp đó chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà vậy có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn Nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, dạ, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. Thấy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á. Bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng người nghe coi không ạ? Okay. Wow, quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ nha. Tinh thần nghệ sĩ nha. Có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy, lúc nào mạnh giận lên em nhảy một bài hết giận. À, chúng ta nói chút xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ, gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi, chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ,
Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra rồi. Rồi còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết à hả? Dạ chưa có mối tình nào, chỉ có một lần yêu đơn phương với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây một hết. Lần yêu đơn phương. Yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa chị. Vậy có mấy bữa vậy? Đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu à, năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn đó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em, mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó tặng bạn thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta. Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng, xến xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em chị. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi người ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng đâu bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc ta đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn. Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó đuổi em duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hôn, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa đó có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hôn luôn đúng không? Thôi không được chị. Sao không được? Nói từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hôn đó. Chị nghĩ cho kỹ nha, đó. Nghiêm túc ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Được rồi, rồi bắt công rồi bấm rồi cho ta hôn rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à? Thôi cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hôn, em chủ động em hôn người ta. Nhất ký vậy nha. Em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. 1m68? Dạ. Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. À, vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Khó mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng lên như nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài là được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt, với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi nên là không có nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu gần chồng thì phải nhũn như con chi gì đó, giả bộ gọi là nhõng nhẽo rồi kia chồng mới thương, chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đó nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy. Ví dụ bây giờ anh đi tour đó, rồi anh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó, em thấy cô đăng lên Facebook cái hình mà có chồng em trong đó nữa, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch, thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao. Nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê cho đông người mà chị. À, vậy là em quá rộng rãi rồi. Dạ, vậy là được. Em là người rộng rãi lắm. Như là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ, cái gì quá đáng thì không được. Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người
Hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật, thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp trời. Như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi catwalk không? Dạ. Nếu mà anh không ngại em mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Thử coi okay. Xứng đôi không? Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Tan 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 tan. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Tố Nguyên. Hiện năm nay em 22 tuổi và hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê nội em là ở Bình Dương, quê ngoại là ở Bến Tre, nhưng mà em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ. Và hiện tại em là phó bí thư đoàn phường. Và ngoài ra thì em còn một công việc đó là diễn viên múa. Có vẻ là hợp rồi. Cặp đôi này chắc phải có một chương trình văn nghệ gì phục vụ quý vị đúng không? Đúng rồi. Rồi hai bạn thế hai cái ghế này luôn. Tôi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình trước đi. Mời bạn nữ trước nè. Dạ, điểm mạnh của em thì là hát và múa. Ngoài ra thì em còn cái đề tài là nấu ăn. Còn điểm yếu thì em rất là hậu đậu. Em rất là hay quên và hầu như nhiều khi đang làm một cái việc này đang dang dở thì nhảy qua chuyện khác làm và quên mất là trước đó mình đã làm cái việc gì luôn. Không nhớ được. Bạn gái có mấy mối tình rồi? Em quen cũng khá nhiều nhưng mà có hai mối tình gọi là khắc cốt ghi tâm nhất từ trước tới giờ. Và em cũng có duyên giống bạn trai bên kia lắm. Hầu như là những người mà quen em xong là đều đi lấy vợ hết. Em gái, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Đối với em con trai thì có thể không cần bề ngoài nhưng mà em cực kỳ thích người có duyên nha. Có duyên thì em nghĩ cái đó là ông trời cho rồi. Vậy em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Tại vì tính em thì thiên về nghệ thuật nên em cũng thích gọi là sự tự do, đừng có quá gò bó hoặc là kiểu như tính gia trưởng. Cái đó không có đâu em. Vậy là người có tính nghệ thuật á, không có gia trưởng đâu. Đến qua coi đàn gái thế nào mà chê tao ốm hoài vậy. Trời ơi, bên đây còn ốm hơn nữa. Dễ thương, có đồng tiền giống như chị Cát Tường luôn ha. Xinh dễ sợ luôn á. Cảm ơn anh. Con gái mà làm nghệ thuật á thì sau này không có lo cho được cho chồng, cho con nè, đi suốt vậy đó. Có ai nói vậy không? Thì hiện tại em vẫn có công việc chính ở đây. Em là phó bí thư đoàn phường. À, vậy là cũng ổn định rồi. Anh ơi, Bình Phước em có băn khoăn gì không? Thêm thì yêu xa nó không có băn khoăn. Mà quan trọng là cái người đó phải chung thủy, phải thương mình. Quan trọng nhất là đó. Em ghét nhất cái tật xấu đàn ông là gì? Lăng nhăng. Bất kỳ lỗi gì em cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà duy nhất là lăng nhăng và phản bội là không bao giờ. Đúng rồi. Rồi. Mất cái niềm tin em ha. Cái đó không có đâu em. Bởi vì cái nghề này mà lăng nhăng thì anh đã không lên đây. Không, mà nãy giờ em nghe anh không có gái gú, không có rượu bia, em cũng hơi nghi ngờ về giới tính một xíu thôi. Anh thẳng lắm em, yên tâm. Rồi, hai bạn có 2 phút để trò chuyện với nhau. Đó, không gian này luôn các bạn đó. Chào anh. Tặng em Me. Dạ, em tặng anh. Dạ. Me này là đích thân anh trèo như khỉ anh hái 2 tiếng đồng hồ, xong về anh nấu 4 tiếng đồng hồ. 12 giờ tối anh nấu á, anh tặng em. Em bị bệnh đau bao tử nhưng mà chắc cũng vì anh em sẽ cố gắng ăn hết hộp me này. Me này me ngọt đó em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp cái tài nghệ của hai bạn. Đứng lên biểu diễn đàng hoàng, mình chuyên nghiệp mà. Làm MC vô. Xin chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thì trong ngày hôm nay, Ngọc Hoàng xin được gửi tới toàn thể tất cả quý vị một ca khúc rất là ý nghĩa được mang tên Anh Không Muốn Bất Công Với Em.
Tôi không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Bởi vì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đã rất yêu em. Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đã rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Bởi vì chẳng còn gì thì với anh cũng buồn. Khi anh không yêu trọn vẹn với anh kia anh đã chọn lựa rồi. Rồi các bạn gái. Thì em xin muốn một đoạn nhỏ tặng cho toàn thể anh chị ở đây. Em xin ban tổ chức cho em một xíu nhạc được không ạ? Người là... Mời anh ra đây. Đó. Anh chỉ việc đứng đây thôi, còn lại cả thế giới cứ để em lo. Chương trình rất nhiều. Dễ thương quá. Bây giờ giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào trân trọng cũng như là gửi hết tình cảm yêu thương của em đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình trực tiếp cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gửi lời chào đến một nữ yêu hư bên kia. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tên là đầy đủ là Phan Thị Xuân Ngọc. Năm nay em 33 tuổi rưỡi. Công việc của em hiện tại là em buôn bán, kinh doanh online tự do, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính. Em bán khô gà, cơm trái. Coi như kinh doanh tất tần tật. Dạ, tất tần tật. Bách hóa tổng hợp là kiếm dạ, em. Dạ, lao động là vinh quang. Em sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì em gái? Em năng động, em sống lạc quan, em thích đi từ thiện. Em có thể hát. Em có thể làm MC, em có thể pha chế, em có thể nấu ăn. Tính em thì rất là trẻ con. Có thể là cái tuổi so với lại cái tính cách nó hơi bị trái ngược nhau. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi. Nhưng mà nhiều người tại nhìn mình á là cảm nhận mình không chuẩn chạc. Ai người ta hiểu mình thì người ta sẽ dạ, đúng rồi. Chia sẻ và sẽ chấp nhận mình dạ, thôi. Đúng rồi. Nói chung không cô gái hết. Em bên kia là một cô gái rất là năng động ha. Rất là giỏi trong cái việc kinh doanh. Rồi á là biết quan tâm mọi người, biết... tham gia những cái chương trình xã hội thiện nguyện như vậy tốt rồi. Cái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự ra không gọi là mối tình nữa. Tại vì tính em ngay từ đầu em chia sẻ là em trẻ con quá. Mọi người thích em cũng như cái điểm bắt đầu. Nhưng mà mọi người lại không thích em cũng từ cái điểm bắt đầu đó luôn. Thế bạn trai? Em có mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình anh. Năm em 22, 23 tuổi đó anh. Em học xong cấp 3 là em đi lính. Đi tới 2 năm rưỡi lận. Đó, cô đó nói chắc không được. Vậy thôi hả? Sao nó nhạt mà chóng vánh quá vậy? Trời ơi, nó coi vậy đâu có được. Em chào anh gái. Chào anh Quyền Linh à. Em có món quà gửi tặng anh Quyền Linh. Trời ơi, mới qua có quà rồi ha. Dạ, anh nổi tiếng rất là nhiều trong phim Đồng Tiền Sương Máu. Cảm ơn em nhiều nha. Dễ thương quá. Vấn đề chỗ là em muốn cái người đàn ông như thế nào? Cho em được ước muốn thì em thích người đàn ông của em mạnh mẽ. Mạnh mẽ, anh này mạnh khỏe luôn. Em cần một bầu vai. Vai chắc luôn. Biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ. Có không? Và phải có cái có cái tâm. Cái tâm dạ. Tốt ha. Yêu thương em cũng như là yêu thương ông bà cha mẹ của em. Được không con trai? Dạ được. Có cái điểm này em không thích. Đừng có lừa dối em. Rồi, để chị dạ. Qua chị coi. Đúng thử coi chị Tương. Rồi, ở xa vậy, thí dụ như bắt rễ được không? Dạ không, cái này em theo chồng thì được. Không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà? Mình thay đổi không khí được không ạ? Cho được. Em chàng vỗ tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Em sẽ dẫn một cái chương trình dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ? Coi như đây thiếu nhi của em đó. Dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không? Được. Bây giờ luôn. Anh là thiếu nhi nhí của em đi, MC nhí của em nha. Rồi anh đứng đi, tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha. Em nói gì anh cứ cười thôi, ok. Dạ, dạ lời đầu tiên Xuân Lộc cũng như là bạn MC nhí dễ rất là hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình Vườn Âm Nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ.
xin mời mọi người hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình Vườn Âm Nhạc được bắt đầu ạ. Bạn thân yêu ơi, nhanh chân ta đến nơi này thăm vườn âm nhạc dịu khi và ly thu. Bạn thân yêu ơi, nơi đây là một sân chơi bao điều mới lạ của âm thanh đất trời. Xin lỗi ạ. Cảm ơn bạn ạ, cảm ơn MC Nhí. Dễ. Bye bye. Trời ơi, em làm gì mắc tay người ta, cái ta đưa tay ra cái em rút tay mình lên. Bắt tay lại cái nào, tay cái gì đó, bình tĩnh cười rồi, thấy không? Đẹp trai bị hơi đen chút thôi, không sao chứ, chân thành lắm rồi.